ca này theo con quan sát là phải xài oxy như cá quý ông Bảo chú. Ông cũng nhìn ông nói chung là cũng rất là yếu rồi. Rồi đi nha. Nói trước gia đình luôn nha, nên đường đi có xảy ra vấn đề về sức khỏe thì bên em sẽ không chịu trách nhiệm nha. Nha. Rồi. Dạ con xin chào quý ông bà cô chú. Thì con là Hiếu nhỏ đây, thì hôm nay con với anh Bác Giới có ca nhận chuyển viện từ ở trên Sài Gòn về lại bệnh viện Đồng Tháp đó cả nhà. Thì con nghe anh Bác Giới nói lại là chuyển viện do là hết tiền điều trị ở trên Sài Gòn nên là bây giờ phải chuyển về Đồng Tháp. Thì hôm nay sư phụ có quý sư phụ đi đâu đó cả nhà, thì em kiếm sư phụ coi thử hôm nay điều tra coi sư phụ đi đâu. Hello. Đi đâu hả chú ông? À. Con đi ca. Chú đi đâu vậy? Mày đi ca hả? Dạ. Mày đi ca nào? Con đi Đồng Tháp. Ca Cẩn Liệm hả? Dạ. Tao đi mua kẹo đồng. Qua tao hỏi luôn. Rồi bye bye chú. Có nhiều đó cũng rồi không à. Đó thì nói chứ chú giỡn ở nhà, thì hôm nay chú đi Long Xuyên. Ở Long Xuyên đó cả nhà. Thì để khánh thành cầu đi xe 03 xe 7 chỗ để mà xuống với Long Xuyên để mà khánh thành cầu. Thì giờ mấy anh em cũng đang chuẩn bị đi, thì đây là xe 05 để mà con với lại anh Bác Giới chuẩn bị đi qua rước bệnh này cả nhà. Thì do là hết tiền. Hello, mấy anh chuẩn bị đâu vậy? Du lịch. Du lịch ngon vậy trời. Ngon. Thế chứ đi đâu à? Chứ đi Cần Thơ, thì sư phụ nó đi Cần Thơ đó, cũng biết nghe vậy thôi, không biết đi đâu. Đi Cần Thơ trước hay là đi Long Xuyên trước? Nghe nói là Long Xuyên, Cần Thơ, rồi Vĩnh Long không biết là sao không, thì không biết. Nghe lịch trình là vậy. Đi đâu ạ? À? Nay em đi Đồng Tháp. Cha hết tiền giờ chuyển về nhà. Đổi không? Rồi chuyển về Đồng Tháp chứ. Đổi em đi với sư phụ lên đi cho. Thôi của công việc ai lấy làm. Em đêm đi đâu ạ? À? Ăn nữa giờ này ăn nữa. Đi chơi. Đi chơi luôn rồi, đi chơi nhiều đứa ta. Cái này đi trước rồi trước luôn à. Trong này đã được sư phụ dắt đi chơi vòng vòng. Mà làm gì quay vậy? Thì em quay clip này để em với anh Bác Giới chuẩn bị đi Đồng Tháp. Thì thấy mấy anh sẵn đây, mấy anh với sư phụ đi đâu rồi, rồi em hỏi thăm luôn. Vậy hả? Đúng rồi. Đang gì dữ à? Đi Đồng Tháp. Chừng quá. Anh ca là sao bây giờ? Giả hả? Chưa, ca nó chưa biết sao hết. Mà cái đó là hết tiền. Hết tiền để mà chữa trị trên Sài Gòn chuyển về Đồng Tháp. Dạ. Đúng rồi. Thôi giờ cũng sẵn là chúc hai anh em đi cao an toàn ha. Dạ, đúng rồi. Đèn không cháy. Đó giờ thì đây là xe 7 chỗ để mấy anh đi. Chuẩn bị giờ đợi anh Bác Giới làm thủ tục ở nhà xong rồi hai anh em tụi con sẽ lên xe để mà anh Bác Giới tâm sự sâu hơn, kỹ hơn cái ca này nó sao rồi cả nhà. Đó. Đây là đang ở là 166. Giờ mấy anh đi Long Xuyên, Cần Thơ rồi tới Vĩnh Long đi rất là nhiều quý ông bà chú. Rồi bây giờ mời quý ông bà chú lên xe cùng tâm sự với anh Bác Giới nha cả nhà. Rồi, cô xin chào quý khán giả đang xem trên kênh Hội Từ Quyền TX. Thì ngày hôm nay là ngày 16 tây tháng 3 năm 2023. Thì con với lại Hiếu nhóc đi một cái ca mà chuyển viện từ ở bệnh viện Bình Chánh đưa về bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị ở Đồng Tháp nha cả nhà. Thì lại thêm một trường hợp là khó khăn làm thuê làm mướn ở trên Sài Gòn ở nhà trọ mà giờ bệnh nặng. Thì ở Sài Gòn mà giờ vô bệnh viện Bình Chánh bây giờ chi phí quá là cao, không có khả năng để điều trị nữa, đi vay mượn được vài triệu đồng để đóng viện phí sáng giờ. Đó là theo lời người nhà nói lại thôi cả nhà, thì con chia sẻ trước cho cả nhà dễ hiểu xíu. Bây giờ hết khả năng rồi, không còn tiền nữa, cho nên người nhà quyết định ký giấy cam kết lại bệnh viện để chuyển về bệnh viện Hữu Nghị ở Đồng Tháp để tiếp tục điều trị được ngày nào hay ngày đó, với thực sự gia đình khó khăn rồi. Thì giờ hai anh em con đang trên đường qua, thì chi tiết rõ ràng hơn hay như thế nào đó thì một xíu nữa con sẽ hỏi thăm gia đình sau cho cả nhà nghe nha. Chứ bây giờ chỉ nắm được nhiêu đó tình hình thôi. Giờ hai anh em con đang trên đường qua nè. Giờ mời quý vị khán giả theo chân con với lại Hiếu đi qua bên bệnh viện Bình Chánh để đón bệnh nhân nha cả nhà. Rồi thì bây giờ con với anh Bích Giới đã đến được cổng bệnh viện Đa Khoa Bình Chánh rồi nha quý bà cô chú. Thì bây giờ sẽ quẹo vào cổng cấp cứu để xem người nhà đang ở đâu để mà tụi con rước bệnh nhân. Kế bên đây là bệnh viện Đa Khoa Bình Chánh. Giờ đang đi tìm cổng cấp cứu. Dạ rồi thì bây giờ anh Bích Giới cũng đã đẩy băng ca vào trong khu cấp cứu. Thì bây giờ con cũng không biết là tình hình của bệnh nhân như thế nào. Thì chưa có đẩy xuống, chỉ mới vừa gặp được người nhà thôi. Tại vì đây là khoa cấp cứu nên là bảo vệ rồi cũng rất là nhiều, nên là con không thể xuống mà truyền tải rõ ràng cho quý bà cô chú xem được. Thì đây khoa cấp cứu đang đợi cho anh Bích Giới vào trong để mà rước bệnh nhân. Ở ngoài đây chỉ còn người nhà thôi. Đây, anh Bích Giới có ráp sẵn oxy để mà nếu mà trường hợp đang đi trên đường từ đây về Đồng Tháp, nếu mà có gặp sự cố gì thì tụi con có thể mà sơ cấp cứu kịp thời. Đó thì mới gắn oxy vào, đẩy băng ca vào trong thôi. Thì bây giờ đợi anh Bích Giới đẩy ra để mà xem tình hình như thế nào. Đây người nhà là quý mợ chú đó, đẩy vào trong cái cửa màu trắng đó quý mợ chú thấy không? Không biết tình hình sao. Thì do là hết tiền nên là lên đây làm rồi hết tiền, xong rồi phải chuyển về, làm cam kết với bệnh viện là chuyển về. Bây giờ chưa rước được nữa. Bây giờ để xem như thế nào nha quý bà cô chú, để xem tình hình của bệnh nhân thế nào. Vậy rồi thì sau khoảng thời gian đợi để mà anh Bích Giới vào trong thì đây là bệnh nhân ông nha cả nhà, nam. Thì bây giờ anh Bích Giới đang đẩy ông lên, có chị dưỡng. Thì ca này theo con quan sát là phải xài oxy nha các quý ông bà cô chú. Ông cũng nhìn ông nói chung là cũng rất là yếu rồi. Thì bây giờ đang chị điều dưỡng đang mở oxy cho ông. Cũng chưa biết tình hình của ông như thế nào, nhưng mà theo con nhìn thấy thì nhìn ông rất là yếu. Không biết bệnh của ông như thế nào. Bây giờ đang gắn oxy vào với lại treo chai nước biển lên. Rồi thì có người nhà, có ba người thôi, chắc là con cái gì của ông. Rồi đi nha. Nói trước gia đình luôn nha, đừng đi có xảy ra vấn đề về sức khỏe thì bên em sẽ không chịu trách nhiệm nha. Dạ. Rồi thì giờ lên đường thôi cả nhà ơi. Về Đồng Tháp. Sao mấy chơi? Thấy tình trạng của ông cũng yếu luôn. Yếu lắm rồi. Đó thì bây giờ hai anh em con sẽ ra khỏi bệnh viện. Rồi giờ thì nãy giờ con vô trong đó là thủ tục giấy tờ kia để đón bệnh nhân ra. Rồi tình trạng sức khỏe của ông cụ cũng khá là yếu rồi cả nhà. Thì con cố gắng thôi, cố gắng nhanh nhất duy trì về cho ông tới về bệnh viện Đồng Tháp. Chứ thật sự ra giờ trên đường đi thì con chỉ biết cố gắng thôi, chứ giờ cũng không biết hên xui thôi, giờ nên cô tấp kẹt xe cũng không chừng. Rồi con cố gắng nhanh nhất có thể thôi. Rồi giờ mời cả nhà hãy theo chân con đưa ông cụ về bên Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị Đồng Tháp nha cả nhà. Thì giờ cái video từ đầu giờ cũng hơi dài cả nha. Với lại do cái trường hợp này là chuyển viện, cho nên nãy vô phòng cấp cứu con cũng không có cầm máy vô quay vô nhà xem được. Thứ hai là do đi như thế này thì tình trạng cái rất là khẩn cấp, con không có thể dọc đường để hỏi là phỏng vấn cho cả nhà xem. Thì cái mong cả nhà thông cảm con, cả nhà hãy chờ con vào tập 2 của cái quá trình đưa ông cụ về ở tại bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị của Đồng Tháp. Thì sau đó con sẽ nán lại một chút thời gian để con hỏi thăm sức khỏe của ông cũng như là gia đình hoàn cảnh như thế nào cho cả nhà xem nha cả nhà. Bây giờ con xin phép kết thúc video tại đây, hẹn cả nhà vào tập tiếp theo. Hết cao tốc trung lương thì hết oxy nhà quý ông bạn với